Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình S hôm nay phát sóng trên kênh truyền hình VOVTV, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, methanol thường được dùng để sơn, đánh vách ni hay là đun nấu. Tuy nhiên, một số đối tượng bất lương đã pha cồn công nghiệp thành rượu để đánh lừa người mua. Kết quả là vụ ngộ độc rượu ở Lai Châu đã khiến cho 9 người tử vong và hơn 100 người phải nhập viện. Hà Nội từ đầu năm cho tới nay đã có 4 người chết, 27 người phải nhập viện. Trong các chương trình S hôm nay gần đây, chúng tôi cũng đã đề cập trách nhiệm của các cơ quan quản lý giám sát trong các vụ việc kinh doanh, sản xuất rượu giả, rượu kém chất lượng. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục đưa ra câu hỏi, người sản xuất bị truy tố, thế nhưng người buôn bán, phân phối, tiếp tay cho rượu độc tới với người tiêu dùng thì tại sao vẫn ngoài cuộc? 58 tuổi tử vong do ngộ độc rượu. Cả gia đình bệnh nhân Tống Anh Dũng ở phố Vọng, thành phố Hà Nội vẫn không tin đã mất người thân. Sau 9 ca tử vong ở Lai Châu, 4 người chết vì uống rượu có methanol ở Hà Nội. Lần đầu tiên, Công an thành phố Hà Nội đã chính thức khởi tố vụ án sản xuất rượu có chất gây độc, mang tính tập thể, 9 sinh viên ở Hà Nội nhập viện. Dư luận tiếp tục đặt câu hỏi, chỉ mới có người sản xuất bị truy tố, vậy thì trách nhiệm của người buôn bán, phân phối, tiếp tay cho rượu độc đến đâu? Thưa quý vị và các bạn, vụ ngộ độc rượu tập thể ở Hà Nội gần đây đã khiến cho 12 sinh viên phải nhập viện. Và trong đó thì có 2 trường hợp đã bị chuyển biến nặng, mờ mắt và não bị ảnh hưởng nặng nề. Công an thành phố Hà Nội đã chính thức khởi tố vụ án sản xuất rượu có độc tố gây ngộ độc tập thể 12 người ở Hà Nội. Và đây là vụ truy tố đầu tiên trên toàn quốc. Và để bàn luận vấn đề này thì ngay sau đây chúng tôi sẽ trao đổi cùng với khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian để tới trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa khách mời, thưa quý vị và các bạn, mặc dù nhà nằm ngay ở phố Vọng, một con phố ở trung tâm thành phố Hà Nội, thế nhưng vẫn bị tử vong do uống phải rượu có độc tố ngay sau khi nhập viện một ngày. Anh Tống Anh Dũng, 58 tuổi, là trường hợp tử vong thứ tư ở thành phố Hà Nội do ngộ độc rượu có methanol, và số người chết cũng như nhập viện sẽ còn tiếp tục tăng khi mà người buôn bán và sản xuất rượu độc vẫn tiếp tục coi thường pháp luật. Cả gia đình anh Tống Anh Dũng vẫn còn bàng hoàng và chưa thể tin đã mất đi người thân. Anh làm nghề lái xe chở vật liệu thuê vào ban đêm và thường uống rượu tại quán ăn đêm. Sau khi kết thúc công việc, anh Dũng đã kêu mệt 2 ngày, nhưng tới ngày thứ 3 quá mệt, em trai mới đưa anh vào nhập viện cấp cứu. Lúc đó anh đã rơi vào hôn mê sâu, tử vong sau một ngày nhập viện. Trường hợp của anh Dũng đã quá nặng, vì vậy dù đã lọc máu, uống thuốc giải độc, thở máy, nhưng vẫn không qua cơn nguy kịch. Nguyên nhân tử vong ngộ độc methanol do uống rượu. Nhưng vào đấy là các bác sĩ người ta đang lấy xét nghiệm các thứ thì là ba cái đó là xỉu rồi. Thì là sau khi hôm sau thì lấy xét nghiệm thì là chụp lão thì người ta thấy loang hết vào lão rồi. Máu miếng loang hết vào lão thì người ta bảo là cái bác sĩ cũng đoán ngay là có khả năng đây là bị ngộ độc rượu. Là cái nồng độ là 142,2 cơ. Thế mà bác sĩ bảo rằng là 20 là đã gây tử vong rồi. Thì đây cái của ba cái là những 142,2. Chủ cửa hàng bán rượu gây ra vụ ngộ độc cho 12 sinh viên ở Hà Nội. Thái độ rất hung hăng thách thức các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý thị trường khi tới kiểm tra cửa hàng. Vậy là người buôn bán vẫn coi thường pháp luật khi họ biết chỉ có người sản xuất bị khởi tố ở vụ ngộ độc này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm theo điều 244 Bộ luật hình sự đối với người sản xuất rượu khiến 12 sinh viên ở Hà Nội phải nhập viện. Đã niêm phong tạm giữ là 19.000 lít rượu. Trong đó là 353 mẫu rượu. Thì đã gửi labo xét nghiệm những cái mẫu nghi ngờ là 46 mẫu. 46 mẫu đó, một là xét nghiệm nhanh nghi ngờ, hai là những liên quan với những người bạn uống có ngộ độc. Thì hiện nay đã có 35 mẫu có kết quả. Của labo là về thì có 5 mẫu là dương tính và 30 mẫu là âm tính. Tức là 5 mẫu là vượt ngưỡng cho phép theo quy định. Thì 5 mẫu này chúng tôi giao lại cho những công an của các quận để người ta tiến hành điều tra theo nghiệp vụ chuyên môn để xử lý đến cuối cùng triệt để đối với những người mà cung cấp những cái rượu không đảm bảo an toàn thực phẩm. Tính từ đầu năm tới nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có 27 bệnh nhân nhập viện do uống phải rượu có methanol, 4 người tử vong. Các bệnh nhân sinh sống tập trung ở quận Đống Đa, Hoàng Mai, Phúc Thọ, Ba Đình, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng. 9 người tử vong ở Lai Châu, 4 người tử vong ở Hà Nội. Duy nhất chỉ có một vụ bị khởi tố hình sự. Dư luận cho rằng
chỉ khởi tố người sản xuất, bỏ sót người buôn bán kinh doanh sẽ là lỗ hổng khiến rượu độc vẫn còn đất sống. Vâng ạ, từ đầu năm tới nay thì chỉ tính riêng ở Hà Nội cũng đã có 27 bệnh nhân phải nhập viện và có 4 trường hợp phải tử vong do uống phải rượu độc. Vậy thì ông nhận định như thế nào về cái mức độ nghiêm trọng của việc sản xuất cũng như là buôn bán rượu có độc tố ạ? Vâng, khi mà một vụ ngộ độc xảy ra thì mà có nhiều người mắc thì đấy là một cái vụ mà nghiêm trọng. Thế mà lại có tử vong, tức là rất nghiêm trọng và nhiều người tử vong thì phải nói đấy là một cái vụ ngộ độc rất cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên chúng tôi thấy rằng là ở đây thì tại Hà Nội có tới 4 người tử vong thì như vậy đây có thể nói rằng đây một cái việc cực kỳ nghiêm trọng mà chúng ta cần phải vào cuộc và điều tra để mà xử lý rất nghiêm. Vâng ạ, sự việc thì nghiêm trọng như vậy, thế nhưng mà sau vụ ngộ độc rượu gây ra cái chết thương tâm cho 9 người ở Lai Châu thì mới chỉ duy nhất có một vụ được khởi tố, đó là vụ ngộ độc tập thể khiến cho 12 sinh viên phải nhập viện. Và có nhiều người cho rằng là con số này quá nhỏ, không đủ sức răn đe. Ông nghĩ thế nào? Vâng, thực ra thì chúng ta biết rằng là cách đây hơn 3 năm ở Hà Nội cũng đã có một, tức là thực ra là xảy ra ở Quảng Ninh nhưng nguồn gốc là từ Hà Nội, đã có một cái vụ mà cũng ngộ độc rượu do methanol. Và vụ đó cũng đã khởi tố. Thế và chúng ta biết rằng cái vụ ở Lai Châu vừa rồi, 9 người tử vong đó, hơn 100 người mắc đó, thì hiện nay là công an cũng đang điều tra. Chúng tôi cũng đã yêu cầu là tỉnh phải điều tra thật là nghiêm và phải truy cho bằng được ra cái nguồn gốc. Thì tôi tin rằng khi mà họ tìm được đầy đủ các chứng cứ thì chắc chắn họ cũng sẽ truy tố. Cho nên có thể nói rằng là riêng về ngộ độc methanol thì đến nay có thể có nói cũng đã có 2-3 cái vụ hiện nay cũng đã truy tố. Tất nhiên rằng là còn tiếp tục Hà Nội cũng như Lai Châu sẽ tiếp tục điều tra và sẽ có xử lý. Vâng ạ, có nhiều quan điểm cho rằng là chỉ mới dừng lại ở việc khởi tố người sản xuất là chưa đủ mà chúng ta cần phải truy cứu trách nhiệm của cả người buôn bán và phân phối. Không biết là quan điểm của ông như thế nào ạ? Cái đó thì tôi thấy rằng là ở đây pháp luật quy định là những người mà gây ra những cái ngộ độc hoặc là giết người thì sẽ đều bị truy tố. Thế thì tôi tin rằng là khi mà công an họ điều tra mà nếu là những người buôn bán mà người ta biết rằng là cái đó ngộ độc, cái đó có thể gây ngộ độc, có thể gây chết người mà vẫn cố tình buôn bán thì chắc chắn cũng sẽ bị truy tố. Thế mà chúng ta biết rằng ở cái điều 317 cái bộ luật hình sự sửa đổi, cái điều đó quy định về vấn đề liên các cái tội mà liên quan đến cái an toàn thực phẩm thì cũng đã nói rất rõ rằng là không chỉ có người sản xuất mà cả những người kinh doanh buôn bán những sản phẩm thực phẩm mà biết rằng là những cái sản phẩm đấy có thể ảnh hưởng sức khỏe mà vẫn cố tình thì cũng sẽ bị truy tố và cũng bị bỏ tù. Vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, số vụ việc khởi tố hình sự thì còn quá khiêm tốn, khiến cho các đối tượng sản xuất buôn bán vẫn coi thường pháp luật và rượu độc thì vẫn được tung ra thị trường. Tìm cách bảo vệ chính mình cũng là cách duy nhất đối với người tiêu dùng, bởi vì có lẽ ai cũng biết rằng rượu chỉ có giá 15.000 đồng một lít thì liệu có đảm bảo an toàn hay không khi mà riêng tiền gạo cũng đã ở mức giá đó. Ông Dân, giám đốc công ty cổ phần Việt Pháp Victory, đã có thâm niên trong ngành sản xuất rượu gần chục năm nay. Ông đã tiêu tốn vài chục tỷ đồng để đầu tư dây chuyền công nghệ chưng cất rượu. Chưa kể, cứ 2 tháng ông lại phải kiểm tra các độc tố trong rượu một lần. Nếu như rượu thông thường của bà con chỉ chưng cất một lần, thì rượu nấu theo công nghệ phải chưng cất qua 720 lần, tức là khử hoàn toàn tất cả các chất độc hại. Vì vậy mà giá của một lít rượu thành phẩm bán buôn đã là 35.000 đồng một lít. Rượu đóng chai vodka có giá gấp đôi rượu bán buôn. Thấy rõ một số các cái cơ sở mà người ta dùng bằng các cái hóa chất, thậm chí là phẩm màu, rồi hương liệu mùi vị, hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ để mà pha, để mà tạo ra được một cái sản phẩm rượu đang bán trên thị trường. Thì tôi thấy đây là một cái sản phẩm rất là có cái tính chất là nguy hại đến trực tiếp đến sức khỏe con người. Thời gian qua, rượu giá rẻ không nguồn gốc, không tem nhãn lũng loạn thị trường, khiến những loại rượu nhà máy như ông Dân và khoảng 10 nhà máy rượu khác đã giảm thị phần, giảm trung bình 45%, chỉ chiếm 10% trên tổng lượng tiêu thụ trong nước. Rượu kém chất lượng chiếm lĩnh thị trường là do tâm lý thích giá rẻ của người tiêu dùng. Câu chuyện này chỉ có thể thay đổi khi người tiêu dùng quan tâm tới sức khỏe. Thì đi tìm các cái quán nào mà nó trông nhìn nó độ an toàn thôi, chứ mình bảo là cái chuyện kinh doanh người ta thì đấy là cái lương tâm người ta thì mình không biết được.
Thực ra người ta biết đâu, người ta lấy rượu người này, người nọ lấy người kia, người đến uống, người ta chả biết đổi lỗi cho ai cả, đúng không? Lúc xảy ra cái sự việc ra rồi thì không biết là tụi mình là người tiệt đầu tiên, đúng không? Nhưng mà thôi, tránh khỏi là những đi ăn uống là phải cũng phải biết một tí, cũng phải nhìn nhận, chứ không phải là chỗ nào cũng vào chỗ nào cũng uống. Còn nói cứ ra vỉa hè ngồi 2.000, 10.000, 5.000 đúng không? Thì là một chuyện. Còn nếu mà anh cứ vào cái chỗ mà đàng hoàng đấy thì nghĩ là cũng không ít khi xảy ra cái chuyện như thế. Chỉ một nhà máy sản xuất rượu của ông Dân một năm đã sản xuất được 9 triệu lít. Theo ông tính toán, nếu các cơ quan chức năng quản lý thị trường tốt, người tiêu dùng có trách nhiệm với mình hơn, chắc chắn lúc đó rượu kém chất lượng sẽ không còn đất sống. Tất yếu trên cả nước sẽ không chỉ có 10 nhà máy như hiện nay mà phải là con số 50 nhà máy mới đủ cung cấp 1 tỷ lít rượu một năm cho người tiêu dùng. Vâng, thưa ông, chính phủ thì đã có văn bản chỉ đạo các Bộ Y tế, Bộ Công Thương khẩn trương triển khai các biện pháp giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như là tiêu thụ các sản phẩm rượu, hoàn thiện các văn bản quy định về quản lý đối với sản phẩm rượu và đặc biệt là rượu do dân tự nấu. Vậy thì thực tế thì công việc này được triển khai như thế nào ạ? Vâng, thì gần đây thì khi mà các vụ ngộ độc methanol xảy ra thì chính phủ có văn bản để chỉ đạo các bộ ngành mà tăng cường việc kiểm soát cũng như là quản lý việc sản xuất và kinh doanh các rượu, đặc biệt là rượu tự nấu. Nhưng thực tế thì chúng ta biết rằng là cái quy định ở luật an toàn thực phẩm năm 2010 đã quy định rất rõ rồi là ngành công thương chịu trách nhiệm về quản lý cái việc sản xuất và kinh doanh rượu. Thế thì ngành công thương cũng đã ban hành cái thông tư số 60 năm 2015 về quy định về các cái điều kiện để mà sản xuất và kinh doanh rượu. Thì trong đó cũng quy định rất là cụ thể về các cái điều kiện đối với các cái cơ sở, kể cả những hộ gia đình với đủ những điều kiện về cái diện tích, rồi về nhà xưởng, về cơ sở, về con người thì mới được sản xuất rượu. Thế và sau khi mà sản xuất rượu ra thì cái rượu đó phải được công bố. Thì công bố ở ngành y tế, cụ thể là có thể ở các chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm của các tỉnh thành. Thế và Bộ Y tế cũng đã ban hành cái quy chuẩn từ năm 2010 về các cái đồ uống có cồn. Trong đó cũng có quy định về tất cả các cái loại rượu khác nhau, từ rượu vang đến rượu mạnh, rượu cho hoa quả vân vân. Thì đấy là những cái cơ sở để mà chúng ta quản lý. Nhưng chúng tôi thấy rằng là đúng là việc quản lý mà đối các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ ở các hộ gia đình, quả thật đấy là cũng vấn đề rất là khó. Cho nên chúng tôi thấy rằng là cái chỉ thị số 13 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nêu rất rõ rằng là cái vai trò của người đứng đầu. Thì tôi cho rằng là làm sao chúng ta tăng cường cái vai trò của những người đứng đầu, cụ thể ở đây là chủ tịch các xã, phường, vân vân, tất cả những cái. Nếu như chúng ta phát huy được vai trò của những cái người đứng đầu như vậy thì tôi tin rằng là người ta sẽ nắm bắt được cái tình hình sản xuất và kinh doanh rượu ở trên địa bàn. Tất nhiên với có những cái sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng ở trên cái địa bàn đấy thì chúng ta mới quản lý được. Còn nếu mà chúng ta mà không phát huy được vai trò của những cái người đứng đầu ở các cái cấp cơ sở như vậy thì quả thật là rất là khó trong vấn đề quản lý các cơ sở sản xuất và kinh doanh rượu nhỏ lẻ. Vâng ạ. Được biết là Bộ Y tế và Bộ Công Thương thì cũng đã có nghiên cứu bổ sung về chế tài và tăng mức phạt hành chính đối với những vi phạm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh rượu. Ông có thể nói rõ hơn về cái chế tài này được không? Thực ra là trước đây chúng ta có đã xây dựng cái nghị định và sau đó có sửa đổi thành cái nghị định 178. Thì cái nghị định, trong nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thì có quy định rất rõ. Và thực chất là chúng ta vẫn hay nói rằng là cái mức xử phạt đây là thấp. Nhưng thực tế trong đấy đã quy định rất là rõ rồi. Tức là các cái mức xử phạt khác nhau vào đây thì có những cái mức xử phạt mà người ta quy theo cái lượng hàng hóa vi phạm đấy. Và quy định có thể gấp đến 7 lần. Thì có những cái đơn vị đã bị Bộ Y tế, thanh tra Bộ Y tế xử phạt cho đến hơn 5 tỷ đồng. Thì tất nhiên tôi không nói về rượu, nhưng mà để nói về cái mức xử phạt thì thực chất ở trong đó thì các cái mức xử phạt mà rất nhiều địa phương, có địa phương thì nói rằng là với những cơ sở nhỏ lẻ mà mức xử phạt cao như vậy thì rất là khó áp dụng. Thế nhưng mà chúng ta vẫn có những địa phương lại nói rằng là hoặc có những quan điểm nói rằng là mức xử phạt cần phải tăng hơn nữa thì mới có tác dụng răn đe. Nhưng thực chất chúng tôi mà đi kiểm tra các địa phương thì thấy rằng là các quy định rất là cụ thể, mức xử phạt rất rõ, nhưng mà vấn đề các địa phương vận dụng cái đấy như thế nào, có áp dụng được cái mức xử phạt hay không, hay là vấn đề thực chất là ở các xã phường hiện nay ấy, là cái vấn đề đi thanh tra kiểm tra thì
thì rất nhiều, nhưng mà thực chất là xử phạt thì rất là ít, bởi vì cũng rất nhiều lý do, nhiều rồi do là trong cùng địa bàn, cũng lý do là quen biết, rồi thì khó khăn trong vấn đề mà xử phạt. Ví dụ người ta nói rằng là, ví dụ như tôi nói lúc nãy, người ta nói rằng cơ sở này nhỏ quá, đáng giá không bao nhiêu mà phạt mấy chục triệu, người ta không chịu được, mà không có tiền để nộp phạt thì thành ra nên khó cho những người xử phạt. Thì đấy là những cái rất nhiều lý do khác nhau, chứ còn không chỉ có vấn đề về mức xử phạt đâu. Mức xử phạt tôi cho rằng là cũng không phải là thấp nữa bây giờ với cái quy định hiện hành. Dạ vâng ạ, vậy thì ông có lời khuyên gì cho người tiêu dùng vào thời điểm mà rượu độc vẫn chưa thể khống chế được hoàn toàn? Vâng, cái mà chúng tôi vẫn luôn luôn khuyên người tiêu dùng, đặc biệt là đối với cái ngộ độc rượu, ngộ độc trong methanol này, thứ nhất là những người kinh doanh thì không được kinh doanh những cái sản phẩm rượu mà không rõ nguồn gốc hoặc chưa được công bố, tức là chưa được kiểm soát. Mà đặc biệt người tiêu dùng thì không nên vì ham rẻ mà ta uống những cái rượu mà không rõ nguồn gốc, đựng ở trong cái bình hoặc những cái chai mà nó không có nguồn gốc, mà rất là giá lại rẻ, rất là rẻ, thì như vậy là hoàn toàn không an toàn. Và chúng ta hãy uống những cái rượu mà có đóng chai, có nhãn mác, có ghi ngày sản xuất, có ghi tên cơ sở sản xuất, thì chắc chắn những cái đấy đã được các cơ quan quản lý kiểm soát, thì như vậy nó sẽ tránh được những cái nguy cơ đối với sức khỏe của chính họ. Vâng ạ, có lẽ là chính chúng ta phải trở thành những người tiêu dùng thông thái đúng không ạ? Vâng, thì cũng nói là thông thái thì có vẻ nhiều người cũng cho rằng là như vậy là đổ cho cái người tiêu dùng, nhưng thực ra mỗi người chúng tôi cho rằng là trước hết biết tự bảo vệ mình trước khi mà cơ quan chức năng người ta sẽ có những các biện pháp để mà bảo vệ họ. Vâng, xin được cảm ơn ông đã dành thời gian để chia sẻ với chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin rất cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chính S tiêu điểm ngày 17 tháng 3. Điều chuyển luồng tuyến để giảm áp lực giao thông cho khu vực lõi thủ đô. Gần 100 doanh nghiệp vận tải chạy các tuyến Hà Nội đi Thái Bình, Nam Định phản đối việc điều chuyển từ bến xe Mỹ Đình về bến xe nước ngầm. Vắng khách, đứng trước nguy cơ phá sản. Khi như chúng tôi ở bến Mỹ Đình nhá, là xe khách chúng tôi đi hầu như là 20 người đến đủ ghế. Đến bây giờ chúng tôi đi có ngày được một khách, có ngày được hai khách, còn có ngày không được khách nào. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có thể nói được rằng là chỉ rõ vấn đề rằng ách tắc giao thông do vấn đề hoạt động của luồng tuyến của các tuyến của tỉnh Thái Bình, của tỉnh Nam Định. Nếu phản biện được điều này thì chúng tôi sẽ chấp nhận. Vì sao chỉ các doanh nghiệp được điều chuyển từ bến xe Mỹ Đình về bến xe nước ngầm lại phản đối mà các tuyến khác thì không? Cần làm gì để việc điều chuyển luồng tuyến thực sự hiệu quả và hài hòa lợi ích của cả doanh nghiệp và cộng đồng? Đón xem S tiêu điểm 17h55 ngày 17 tháng 3.